Hello, xin chào. À, hôm nay tôi mới nghe được một cái câu chuyện này á, cũng hết sức là cần thiết để mà cảnh tỉnh mọi người nè. Thì đây tôi cho mọi người coi cái hình. À, đây là cái gì? Mọi người biết đây là cái gì không? Đây là hình cái màng nhĩ đó, màng nhĩ bị lủng. Thì ngày xưa tôi đi cắt tóc á, tôi thấy những người mà hay đàn ông á, thường thường là hay đi cắt tóc xong rồi cạo râu xong rồi lấy ráy tay á. Tôi vẫn từng đặt câu hỏi, tôi nói sao họ lại dám đưa cái tay của mình đi ra cho người khác ngoáy. À, rất là nguy hiểm. À, có một lần tôi thấy chủ tiệm ngồi đang lấy ráy tay cho khách mà đứa con nó có 4 5 tuổi thôi. Nó chạy vòng 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 vòng. Cái tôi nói sao mà nguy hiểm quá. Mình đâu có biết đứa con nó xô vào tay ông bố lúc nào. Ngay cả khi cái bước đứa con nó không xô đi, còn cái chuyện cái ông bố đó ngoáy tay cho khách đâu có biết trước được, may tâm trạng không tốt, tập trung không tốt rồi lỡ quá tay rồi làm sao. Mười mấy năm trước tôi đã từng đặt cái câu hỏi đó, khi mà tôi đi cắt tóc tôi thấy người ta cứ hay ngửa tay ra cho người ta ngoáy. Và có một lần tôi thấy đứa bé nó chạy trong trong tôi rất là ghê. Tôi nói cản nó đi, sao mình ngồi mình làm ở đây rồi mình ngồi mình làm bình thường ở ở cái tầm thấp, con nó cứ chạy chơi 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 rồi lâu lâu nó buồn nó lại nó ôm ông bố một cái, nó đụng tay ông bố một cái là nó chọt vô là dính liền. Điều mà tôi luôn luôn tôi ghê sợ từ xưa đến giờ thì hôm nay đó thành sự thật. Tôi đã biết một cái trường hợp đích thân luôn, tôi biết người đó luôn, là họ đi gội đầu á, sau đó thì lấy giấy tay, thì không phải là lấy lần đầu đâu, cũng lấy nhiều lần rồi. Thì cảm cảm giác mà đưa tay cho người ta ngoáy mới đầu thì khó, nhưng mà càng về sau nó bị nghiện. Cái chuyện mà lấy ráy tay nó cũng làm cho mình nghiện, mình cảm thấy sướng. Thì một ngày đẹp trời mình đâu có biết được cái tâm trạng của cái nhân viên đó, họ không tập trung hoặc là họ lỡ tay hoặc thế nào đó, họ đưa sâu quá rồi làm cho mình bị lủng thì sao. Và điều đó nó đã xảy ra. Cái điều mà tôi ngày xưa tôi chỉ sợ thôi, tôi cứ đặt cái câu hỏi, tôi nói một cái rủi ro tiềm ẩn rất lớn mà tại sao, tôi thắc mắc. Thì bây giờ trả lời câu hỏi cho tôi luôn, và đối với cái người mà tôi biết luôn á, tôi biết người đó là ai luôn, thì đã từng bị cái tai nạn đó rồi, thì sau khi bị tai nạn đó thì sao? Mình tự chịu chứ người ta đâu có đền. Mà mình không có biết, mình không có hỏi kỹ, mình không có biết là phát hiện ngay lúc đó hoặc là sau này về mới phát hiện. À, cái điều đó thì mình không có hỏi kỹ, mình không biết, mình chỉ biết là sau đó một thời gian thì biết là đi chữa tay là do cái nguyên nhân là đi lấy ráy tay bị người ta làm lủng màng nhĩ. À, rồi bệnh viện có thì họ cũng cho thuốc, rồi đa số là họ sẽ đặt một cái tên cho nó là cái gì, viêm tai giữa, cái bệnh viêm tai giữa, họ họ vẫn nói là viêm tai giữa. À, trong cái thông tin tôi đọc được á, thì tôi nói nếu như mà bị kiểu như dạng bị lủng nhỏ đó thì cái tai nó sẽ có thể tự tự lành được, nhưng nếu mà cái mức độ mà nó bự mức độ nào đó thì không có lành được, mà mình phải đi vá lại đó. Thì cái người mà tôi quen biết đó là họ có phải đi phẫu thuật, họ vá lại cái tai và chi phí cũng rất là tốn kém. Thì khi mà nó bị lủng như vậy thì nó gió nó vào làm cho mình nhức đầu người đau. Đó đó là cái hậu quả mà mình đưa cái tay của mình cho người khác, mình cảm thấy mình sướng được một hai lần, nhưng mình đâu có biết có một lần nào đó nó làm cho mình đau rồi nó ảnh hưởng đến suốt đời luôn. Rồi ngoài ra còn tốn tiền nữa. À, để mà vá cái màng nhĩ đó thì chi phí phẫu thuật là khoảng 15 triệu đồng, còn chưa kể ăn uống đi lại rồi nằm viện rồi 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 phải tái khám 2 3 lần rồi thuốc thang nữa. Nói chung là khoảng cỡ 20, hơn 20 trở lên. Thì đó là cái điều mà tôi thấy rất là nhiều đàn ông hay đi đưa tay cho người ta ngoáy. À, phụ nữ thì cũng có đó, nhưng mà tôi ít thấy hơn. Hình như phụ nữ họ tự họ họ kỹ hơn, họ tự chăm sóc bản thân họ được hơn hay sao á. Cho nên tôi cũng không biết là mọi người có nhìn thấy được cái rủi ro đó hay không. Thì thực tế đã có người bị rồi, có thể là có bị nhiều nữa. Có thể bị nhiều nhưng mà mình không biết. Thì may sao trong cái mối quan hệ của mình thì mình biết có một người như vậy, thì mình mới nói rằng à, nó vẫn có những cái rủi ro xảy ra.
mà những người khác họ họ chưa có nhìn ra, họ cứ đem cái sức khỏe của mình để giao cho người khác, để họ ngoáy tay của mình, rồi có chuyện gì xảy ra họ đâu có người đâu có chịu. Ngay cả khi họ có đền tiền cho mình đi chăng nữa thì sức khỏe của mình từ đó mình bị ảnh hưởng mà. Rồi ôi nó nhiều thứ lắm, rồi công việc đang làm phải nghỉ rồi phải đi để mổ rồi phẫu thuật này kia, phải nằm viện cả tuần mới ra. Đó, rất là nhiều thứ, cho nên là mọi người hãy cân nhắc ha. À, tốt nhất là tay của mình tự ngoáy, khi mà mình tự ngoáy mình sẽ điều chỉnh được, đưa sâu quá là mình đau là mình biết mình lấy ra. À, cho nên là mình sẽ ngoáy có chừng có mực được, còn mình đưa vô người khác đối với những cái chỗ mà nó cực kỳ nguy hiểm á, thì cũng nên cảnh giác, xem cứ suy nghĩ lại xem có nên không. À, khi mà xảy ra sự cố là coi như mình lãnh đủ hết á. Thì đó là cái vấn đề mà tôi thấy nhiều người cũng hết sức chủ quan, rất là nhiều người chủ quan và nghĩ là có nhiều người đi 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 ra cắt tóc xong người ta massage rồi lấy tay sướng rồi nằm ngủ rồi nữa. À, phê người ta lấy ráy cho sướng phê rồi ngủ ngủ xong rồi nó đưa sâu quá rồi không biết đâu có biết phản ứng đau hay không để họ lấy ra đâu. Đó là lý do cũng nhiều người bị viêm tay giữa. À, ngày xưa tôi cũng nghe nhiều người nói bị viêm tay giữa lắm, mấy đứa mà trong khiếm thị chỗ tôi kìa nó cũng hay bị viêm tay giữa. À, giờ tôi mới đặt lại câu hỏi ấy, có khi nào nó đi lấy giấy tay rồi nó bị người ta làm cho lủng tay xong rồi nó bảo là bị viêm tay giữa không? Thế đó cũng không chừng á, cũng không chừng nó là một cái nguyên nhân nữa mà họ không biết đó. Chứ cái câu mà tôi nghe người ta nói bị viêm tay giữa là tôi nghe nhiều lắm luôn á, nhiều người nói bị cái đó lắm luôn á, thì phải đặt lại dấu chấm hỏi là những người mà bị như vậy đó có từng đưa tay cho người ta ngoáy chưa. Thì bữa hôm tôi có hỏi nhỏ em tôi về cái vụ này, tôi kể cho nó nghe, nó nói cũng có một trường chỗ nó cũng có một trường hợp bị như vậy đó, cho nên là cái tần suất bị cũng nhiều đấy, chẳng qua mình không biết thôi. Thì cho nên mọi người tốt nhất là gì, tự lấy giấy tay đi cho nó chắc ăn nếu không muốn bị điếc là một, cái thứ hai là không muốn tốn tiền, cái thứ ba là không muốn tốn tổn hao sức khỏe để mà đi phẫu thuật vá tay. Một cái điều hết sức là cũng bất ngờ nha, ngày xưa tôi chỉ nghe người ta nói vá trinh thôi, nhưng hôm nay cũng vá tay luôn, ráng vá bằng nhĩ được luôn. Ấy cái bằng nhĩ nó mỏng như vậy mà họ cũng vá được luôn á. Thì họ dùng cái từ vá thì mình cứ tưởng tượng là lấy kim may, nhưng mà thực ra không phải. À, vá ở đây là một hình thức là dán, họ có một cái miếng họ dán giống như dán bằng keo á, dạng vậy á, chứ không phải là lấy kim để may may như vá khâu thịt vết thương rồi này kia đâu, không phải vá chỗ đó. Nên lúc đầu mà nói nghe đi vá bằng nhĩ là tôi cũng hơi bất ngờ, tôi nói chỗ nào giờ nghe nó vá trinh rồi nó dữ rồi, giờ này còn vá cả bằng nhĩ luôn. Đỉnh của khoa của y học. Thì đối với những cái người mà bị lủng nhỏ thì gọi là viêm tay giữa rồi từ từ nó lành, còn những người mà lủng ở cái mức độ nó rộng quá rồi á là nó phải đi phẫu thuật, còn không phẫu thuật là sau này gió nó vào nó gây cho mình nhức đầu rồi ảnh hưởng đến cái sức nghe của mình nữa. À, tự nhiên tốn tiền hại sức khỏe chỉ vì muốn đưa cái tay cho người ta ngoáy cho sướng đó. Người ta nói là gì, sướng trước khổ sau, cho nên bây giờ đang sướng đừng có nghĩ là được sướng hoài nha, có một lúc nào đó khổ mà không biết. Tất nhiên nó cũng có cái gì rủi ro, xác suất cũng hên xui thôi, nhưng mà những cái mà mình cảm thấy rằng nó có cái rủi ro tiềm ẩn thì tại sao mình lại cứ để cho nó tồn tại. Tốt nhất là tập ngoáy tay đi. Ý, tay tôi là tôi tự ngoáy. À, móng tay móng chân tôi tự cắt, tôi không có giao sinh mạng của tôi cho thằng nào hết trơn á. Tự mình làm cho chắc.